Thưa quý vị, công trình cao tốc La Sơn-Tuy Loan nối thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã sắp hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhưng khu tái định cư cho người dân giải tỏa của dự án tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đến nay vẫn còn gặp phải nhiều bất cập. Dự án khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc có tổng diện tích gần 20 hectare. Giai đoạn 1 tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi dự án cao tốc La Sơn-Tuy Loan. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng trung tâm xã Hòa Bắc mới. Nhưng từ năm 2017 cho đến nay, dự án bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Các hạng mục hạ tầng, nước sạch, hệ thống thu gom xử lý nước thải, rác thải của khu tái định cư lại chưa hoặc quy hoạch thiếu đồng bộ. Cái tình cảnh như đây, những người ra trước mà làm, người ra xa họ rất là ngại, họ rất là khó đi. Nên mình phải làm như thế nào đó, kiến nghị cấp trên làm rồi cho nó đảm bảo với lại nó tiện lợi cho bà con mình. Phải có đất định cư để bố trí cái vùng giải tỏa ở khu vực lòng hồ ở Nam Mỹ để về bố trí ở giai đoạn 2. Cái thứ hai là hệ thống cái thu gom nước thải để xử lý cái nước thải. Thì trước đây là trong khu tái định cư này chúng ta chưa thiết kế. Là dự án trọng điểm có quy mô lớn nhất trên địa bàn xã Hòa Bắc. Vì vậy, khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc cần định hướng phát triển nơi đây không chỉ dừng lại ở tên gọi khu tái định cư mà phải hướng đến là đô thị nhỏ với hệ thống hạ tầng đa dạng để phục vụ nhu cầu dân sinh. Đó là yêu cầu đặt ra của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại buổi kiểm tra thực tế dự án này vừa qua. Đối với hệ thống xử lý nước thải thu gom rác tại khu vực này, Bí thư Thành ủy đề nghị bắt buộc phải có quy hoạch chi tiết đối với các hạ tầng này trước khi cho người dân vào khu vực dự án. Đồng thời quy hoạch cũng cần dự báo đáp ứng được nhu cầu ngày càng mở rộng phát triển của khu vực dân cư tại đây để không xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Buộc phải quy hoạch ngay cái khu vực thu gom và xử lý nước thải. Cái đấy là bắt buộc. Trước khi dân vào là phải có cái việc đấy. Bắt buộc quy hoạch cho tôi một cái điểm thu gom về rác. Với một cái quy mô dần dần khi chúng ta mở rộng ra thì chúng ta không có cái quy hoạch trước cái điểm thu gom rác thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ có cái chuyện có cái chỗ nào mà lại cứ ngoài đồng mà đổ được mãi được. Cùng với đó, vấn đề đặt ra cho Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang hiện nay là cần tập trung triển khai nhanh, dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án này để ban quản lý dự án triển khai thi công, thực hiện đúng cam kết hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư trong 3 tháng sau khi có mặt bằng sạch. Đảm bảo hai hạ tầng thiết yếu là nước sạch và xử lý nước thải, rác, đồng thời tiến hành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 nhằm phục vụ cho các dự án liên quan trên địa bàn huyện.